bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Triệu Lệ Dĩnh được đề cử giải Thị Hậu, khán giả vẫn tranh cãi liệu có qua mặt được Lưu Diệc Phi. Vì Triệu Lệ Dĩnh có mặt trong đề cử giải Bạch Ngọc, còn Lưu Diệc Phi vắng mặt đã tạo nên một cuộc tranh luận với khán giả. Cùng thuộc lứa Tiểu Hoa 85 và cùng sở hữu vẻ đẹp xuất chúng, có thể nói Triệu Lệ Dĩnh và Lưu Diệc Phi là hai cái tên nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ trong vòng 2 năm vừa qua. Bằng chứng là các bộ phim có sự góp mặt của hai cô nàng đều tạo nên cơn sốt với điểm Dubai cao nhất. Theo truyền thông Hoa ngữ, giải thưởng truyền hình uy tín Bạch Ngọc Lan năm nay vừa công bố danh sách đề cử bao gồm các tác phẩm Mộng Hoa Lục, Khai Đoan. Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi đóng chính xuất hiện trong 3 hạng mục: đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch kịch bản gốc xuất sắc nhất và phim xuất sắc nhất. Tuy nhiên, hạng mục nữ chính xuất sắc nhất lại hoàn toàn vắng bóng Lưu Diệc Phi. Lý do chính cho việc này có thể do Lưu Diệc Phi không có quốc tịch Trung Quốc. Còn riêng với Triệu Lệ Dĩnh, giải Bạch Ngọc Lan là cơ hội để cô nàng tiếp tục củng cố danh tiếng của mình. Trong 2 năm qua, với nỗ lực chuyển hình mạnh mẽ, cô nàng bỏ túi hai tác phẩm chính kịch nổi tiếng là Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Chính vì các tác phẩm trên quá thành công, nữ diễn viên họ Triệu đã không mấy khó khăn để lọt vào danh sách đề cử nữ chính xuất sắc nhất. Được biết, đây cũng là lần thứ 3 cô nàng có được vinh dự này. Các chuyên gia phân tích, nếu chỉ xét về khả năng diễn xuất, thì Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn vẫn nhỉnh hơn Lưu Diệc Phi một bậc. Tuy nhiên, cả hai đều có những ảnh hưởng nhất định trên màn ảnh, nên việc Lưu Diệc Phi không có đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan được cho là khá tiếc nuối. Cũng theo đó, khả năng để Triệu Lệ Dĩnh bứt phá hơn so với đồng nghiệp của mình là điều nằm trong vòng tay.